Hà Nội lập đỉnh với 4.549 ca mắc COVID-19 mới, đỉnh điểm 143.500 F0 đang điều trị. Sở Y tế Hà Nội tối 18 tháng 2 thông báo, trong 24 giờ qua, thành phố ghi nhận 4.549 ca COVID-19 mới, trong đó có 964 ca cộng đồng. Bệnh nhân phân bố tại 495 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày Đông Anh 308, Hoàng Mai 282, Nam Từ Liêm 244, Sóc Sơn 242, Bắc Từ Liêm 236, Hoài Đức 225, Trương Mỹ 218. Như vậy từ 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, Hà Nội ghi nhận 191.547 ca COVID-19 với 888 ca tử vong, tỷ lệ tử vong chiếm 0,46% tổng ca mắc. Theo Sở Y tế, tới hết 17 tháng 2, toàn thành phố có 143.536 ca đang điều trị theo dõi. Trong đó, hơn 138.000 F0 đang điều trị tại nhà, tăng 17.000 ca so với ngày 16 tháng 2, và 987 ca tăng 143 ca điều trị tại khu cách ly. Như vậy, hiện gần 97% F0 ở Hà Nội mắc COVID-19 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng, hơn 3% còn lại, hơn 4.500 ca phải nhập viện điều trị. Trong số này, hơn 400 ca tức là tăng hơn 300 ca điều trị tại bệnh viện của Hà Nội tầng 2 tầng 3, 345 ca điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương, bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và ngày 17 tháng 2, Hà Nội ghi nhận 16 ca tử vong.